Tiếp mục đơn ca Non nước Cao Bằng quanh Phan Tòng thị trấn EK. Thank you.
Sau tiết mục Đường Về Bản Em, ban tổ chức có một sự thay đổi nhỏ, đó là tiết mục Múa Cồng Chiêng Mừng Lúa Mới sẽ tiếp nối ngay sau ít phút nữa. Xin mời tiết mục Cồng Chiêng Mừng Lúa Mới của câu lạc bộ dân vũ Bonesa hãy chuẩn bị.
được chúc mừng tiết mục của đơn vị câu lạc bộ đàn tính xã ESA. Tiếp theo chương trình xin được mời tiết mục múa công chiêng mừng lúa mới câu lạc bộ dân vũ buôn ESA. Cảm ơn các nghệ nhân của đơn vị câu lạc bộ dân vũ Buôn ESA cùng với tiết mục cồng chiêng mừng lúa mới rất là hay và đặc biệt nhất trong chương trình đêm nay, đúng không ạ? Xin được cảm ơn các nghệ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồ Chí Minh đi đại ơi.